quý vị, phía sau lưng Mai Phương lúc này là hàng trăm vận động viên đang chuẩn bị diễu hành từ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, mở đầu cho ngày hội đạp xe vì hòa bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho lễ hội vì hòa bình năm 2024 cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Trị. Và thời tiết ở Quảng Trị sáng nay thì nắng đẹp và có gió nhẹ, và hy vọng là với thời tiết thuận lợi này thì các vận động viên sẽ hoàn thành 42 km diễu hành thuận lợi, an toàn và cùng nhau tạo ra nhiều hình ảnh thật đẹp. Sáng 29 tháng 6 năm 2024, ngày hội đạp xe vì hòa bình chính thức khai mạc tại kỳ đài bờ Bắc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải ở huyện Vĩnh Linh. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Báo Thanh Niên lần đầu phối hợp tổ chức, trong sự háo hức đón chờ của các vận động viên, những người yêu chuộng xe đạp thể thao và đông đảo người dân Quảng Trị. Vĩ tuyến 17 cầu Hiền Lương sông Bến Hải, nơi khai mạc sự kiện, là nơi khắc ghi nỗi đau chia cắt đất nước đằng đẵng hơn 20 năm, 1954-1975. Đây không chỉ là điểm đến tri ân mà còn là hiện thân, nơi hội tụ của khát vọng hòa bình, thống nhất non sông, xứng đáng là điểm mở đầu cho ngày hội đạp xe vì hòa bình. Hy vọng đến với ngày hội đạp xe vì hòa bình năm 2024, quý vị và du khách sẽ cảm nhận được những cảm xúc đặc biệt và có những trải nghiệm thú vị, khám phá các điểm du lịch đậm nét Quảng Trị với bức tranh đầy màu sắc do thiên nhiên ban tặng và do bàn tay con người sáng tạo nên. Một Quảng Trị thân thiện, hiếu khách sẽ là điểm đến không thể không dừng chân quyến luyến trên bản đồ du lịch Việt Nam. Thưa toàn thể quý vị, giữa một thế giới nhiều biến động với các cuộc xung đột vũ trang vẫn không ngừng nổ ra ở nơi này, nơi kia, khát vọng về một nền hòa bình trường tồn vẫn luôn là mục tiêu mà loài người tiến bộ hướng tới. Thông qua ngày hội đạp xe vì hòa bình, chúng ta cùng nguyện cầu và mong rằng những vòng xe vì hòa bình sẽ liên tục quay, truyền đi những thông điệp mạnh mẽ cho ước mơ toàn nhân loại được sống trong no ấm, bình yên, hạnh phúc. Hàng trăm vận động viên từ ba miền tổ quốc và các câu lạc bộ xe đạp phong trào từ Thái Lan và Lào đã có mặt chuẩn bị từ sáng sớm. Sau lễ khai mạc, các vận động viên bắt đầu đạp xe diễu hành qua cầu Hiền Lương cũ, chứng nhân lịch sử một thời mang trên mình khát vọng hòa bình, thống nhất non sông. Rất đông người dân đã có mặt hai bên đường để chờ đón và cổ vũ cho đoàn. Còn nhiều đó, nhưng xuất phát thì chưa thấy này. Hôm nay mới thấy lần đầu tiên. Mình có thấy tự hào không? Quá tự hào chứ, còn nhiều hôm nay tổ chức lớn đi mắng. Đoàn diễu hành hướng đến điểm đến tiếp theo là Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn ở huyện Gio Linh, nơi các vận động viên cùng lãnh đạo ban ngành, lãnh đạo tỉnh và Báo Thanh Niên dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì hòa bình đất nước. Ở điểm đến này, ban tổ chức cũng trao tặng các phần quà ý nghĩa từ nhà tài trợ tới các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, đoàn hướng tới điểm đến cuối cùng là công viên Fidel Castro ở thành phố Đông Hà, kết thúc hành trình diễu hành dài 42 km qua các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng của Quảng Trị. Cuộc hành trình này với cái sự là giao lưu gắn kết, cho nên cuộc sáng hôm nay thì cơ bản là anh em đã hoàn thành chặng đua và rất phấn khởi, mặc dù quãng đường cũng là khá dài và thời tiết thì cũng tương đối nóng, nhưng mà với những cái tinh thần là học hỏi và giao lưu với nhau thì rất là phấn khởi, anh em vẫn nhiệt tình trong khi về chặng hoàn thành chặng đua hôm nay. Sau khi nhận huy chương chứng nhận hoàn thành đường diễu hành, các vận động viên cùng nhau ký lên lá cờ lễ hội vì hòa bình để gửi lên Ủy ban Quốc gia UNESCO như một thông điệp của những người yêu chuộng hòa bình. Lá cờ rộng 54m² đại diện cho 54 dân tộc anh em Việt Nam, có những họa tiết hình tượng chủ đạo là chim bồ câu ngậm bông lúa, thể hiện khát vọng hòa bình, ấm no và hạnh phúc, cùng với dải lụa đa sắc, đỏ và vàng, tượng trưng cho cờ tổ quốc. Màu đỏ cũng là màu máu của các anh hùng liệt sĩ đã xả thân cho hòa bình hôm nay. Màu xanh là màu của hòa bình, của sự sống hồi sinh và phát triển. Kính thưa quý vị, như vậy là hành trình diễu hành 42 km đã kết thúc tại công viên Fidel Castro ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, khép lại ngày đầu tiên của ngày hội đạp xe vì hòa bình.
Và ngày mai 30 tháng 6 thì ngày hội sẽ tiếp tục với chương trình thứ hai, đó là giải đua xe đạp điểm đến hòa bình, hứa hẹn nhiều nội dung hấp dẫn và gay cấn. Quý vị cũng đừng quên theo dõi trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Thanh Niên cũng như là trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng mai.